Câu đẹp quà cho cháu, cho em, cho con đó. Nhưng mà tại vì là nói chung lại thì bên nội rồi bên nội cũng có một số người là từ tôi cha đến đây để mình là không thay cháu. Cháu nguyện cho phúc. Nguyên nhân đó thành ra hôm nay thì chúng ta làm được một cái này là hơn đẹp. Chúng ta đây là có bên nhờ nhà trai và nhà gái chúng ta thân cận, và chúng ta sẽ mời cô dâu chú rể đây đến trước phần thờ tổ tiên của chúng ta. Ngày mai là cái ngày bên nhờ nhà trai đấy nhé, khi linh hôn thì chúng ta mới làm lễ gia tiên và cho quà. Nhưng mà chúng ta làm như vậy thì bây giờ là sẽ qua tranh thủ người các tổ chức là cô cháu chú rể như vậy. Thôi bây giờ để tranh thủ thời gian là cô dâu chú rể cháu nguyện và chúc phúc cháu đang đứng trước bàn thờ, và sau đó là chúng ta sẽ bên đầu năm mới chúng ta sẽ cho quà cho hai cháu để của người về đây. Bây giờ là thôi bây giờ hai mặt ông nội tạo câu bà cho hai cháu để làm bố.